Tiếp tục liên quan tới vụ thầy giáo sờ vùng kín của nữ sinh lớp 9 xảy ra tại Tây Ninh. Ngay lập tức, báo chí đã có được giải trình của vị phó hiệu trưởng này. Chúng tôi tin chắc rằng quý vị sẽ ngỡ ngàng đến bật ngửa vì lý do mà ông phó hiệu trưởng này đưa ra. Cụ thể, theo lời khai của nữ sinh lớp 9, vào sáng ngày 10 tháng 5, khi kết thúc môn thi toán, ông NVT, sinh năm 1978, phó hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lâm Khánh, gọi em TNBC vào phòng làm việc và đã có hành vi quá giới hạn với C, như hôn lên má, sơ ngực, mông, ấn tay vào vùng nhạy cảm của nữ sinh. Vụ việc đã gây tâm lý lo sợ, hoảng loạn cho C, khiến em phải bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ 2 vào ngày 11 tháng 5. Lãnh đạo trường trung học cơ sở Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, nói vụ việc mới chỉ là một chiều do em C kể lại cho mẹ. Theo lãnh đạo trường này, đáng tiếc là nhà trường không lắp camera, cũng không có ai chứng kiến, nên vụ việc phải chờ kết luận điều tra của công an. Về phía ông NVT, nhà trường đã yêu cầu làm bản tương trình. Nội dung tường trình thể hiện khoảng 8 giờ 40 sáng ngày 10 tháng 5, ông T gọi em TNBC, sinh năm 2007, học sinh lớp 9, vào phòng làm việc để hỏi thăm về việc kiểm tra học kỳ 2 và việc ôn thi vào lớp 10. Trong bản tường trình nêu rõ, khi ông T đứng lên thì không may vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi nên đã đụng vào người MC. Đồng thời lúc đó, ông T nói trên mặt MC có nốt ruồi kỳ lạ cho nên đã lấy tay đụng vào. Ngay lập tức, chiều ngày 16 tháng 5, một lãnh đạo công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết, công an đã thụ lý vụ việc này và đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết quả cuối cùng. Chúng ta có thể đặt ra giả thuyết đầu tiên. Nếu sự việc trên là sự thật, vì phó hiệu trưởng này đang biến trường học, gieo chữ, dạy người thành một nơi thỏa mãn dục vọng cá nhân. Hơn ai hết, hành vi lệch chuẩn này của thầy giáo còn làm hỏng cả một thế hệ trên thực tế đây không phải vụ đầu tiên mà các giáo viên giảm sớ học sinh nhưng quý vị và các bạn hãy yên tâm chúng ta đang sống trong xã hội pháp chế tất cả các hành vi vượt quá giới hạn lệch chuẩn vi phạm pháp luật đều sẽ được xử lý nghiêm minh